Cái lời thề của tôi ngày trước là tôi đã có thề với bà đậu tôi rồi Cái việc này đến ngày sau con phải báo thù cho nội Con sẽ quyết tâm báo thù cho nội Đã đó. Qua, đó qua mấy chục năm rồi Khoảng 20 năm trước bà nội của Thuyết chết Anh trai cũng mất Một mình ông ta sống khó khăn ở Bà rịa Vũng Tàu Với công việc bảo vệ Tôi đơn thương độc mã nên cũng không thiết sống nữa Đúng ra tôi quyết tâm trị tội cha của Tài Lời khai của kẻ sát hại cả gia đình em họ phát hiện 19 con nghiện ma túy trên một xe ô tô. Chàng trai 20 tuổi bị bạn thân lừa chuyển giới, ép buộc kết hôn. Năm em nhỏ Điện Biên đi bộ hơn 20 km để bắt xe về quê. Cái lời thề của tôi ngày trước là tôi đã có thề với bà đậu tôi rồi. Cái việc này đến ngày sau con phải báo thù cho nội, con sẽ quyết tâm báo thù cho nội đó. Qua đó đã qua mấy chục năm rồi. Lời khai của kẻ sát hại cả gia đình em họ. Ngày 22 tháng 6, lời khai của Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, nghi phạm giết hại vợ chồng anh Lê Hồng Tài, đâm hai con gái 6 và 8 tuổi của nạn nhân trọng thương, được công an tỉnh Quảng Ngãi công bố. Tuyết khai, lúc còn nhỏ có nghe bà nội kể đã giao đất cho chú là cha nạn nhân tài đã chết canh tác, nhưng sau đó ông này không làm thủ tục chuyển trả. Tôi có thể với nội là sau này sẽ báo thù, nghi phạm nói. Khoảng 20 năm trước, bà nội của Thuyết chết, anh trai cũng mất, một mình ông ta sống khó khăn ở bà rịa Vũng Tàu với công việc bảo vệ tôi đơn thương độc mã nên cũng không thiết sống nữa đúng ra tôi quyết tâm trị tội cha của tài ông ta chưa biết thế điều tra ngày 18 tháng 6 thuyết từ bà rịa vũng tàu về quê khoảng 700 km sau đó lẻn vào vườn nhà anh tài chờ thời cơ trả thù đến gần 6 giờ sáng hôm sau khi chủ nhà thức giấc hắn cầm dao đâm vợ chồng anh tài và hai con gái vợ chồng anh tài tử vong các cháu nhỏ bị đâm tổng cộng 15 nhát dao nhưng may mắn được các bác sĩ cứu chữa hiện đã qua cơn nguy kịch Tượng tá Ngô Văn Đức, phó phòng cảnh sát hình sự cho biết, Thuyết không có mâu thuẫn trực tiếp với nạn nhân và 20 năm qua chưa bao giờ có đơn gửi cơ quan chức năng về việc tranh chấp thừa kế. Do điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến việc Thuyết thù hận, ông Đức nói và cho rằng nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với nhiều người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm. Theo nguồn tin, bà nội của Thuyết giao lại khu đất khoảng 5.000m2 ở thôn 4, nghĩa sóng cho các cháu cảnh tác trước khi đưa Thuyết và gia đình vào bà rịa Vũng Tàu lập nghiệp. Trong đó phần lớn đất được giao cho cha của anh Tài, một phần khác sau đó được bán cho người cháu còn lại. Mâu thuẫn phát sinh khi bà nội khó khăn, về quê muốn bán một phần đất nhưng khi đó cha của nạn nhân đã làm sổ đỏ. Nhiều người lớn tuổi trong xóm vẫn còn nhớ mâu thuẫn đất đai của gia đình trên, xong họ rất bàng hoàng khi thuyết lại trở về gây án sau hàng chục năm. Phát hiện 19 con nghiện ma túy trên một xe ô tô theo đó, khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 6, tổ công tác công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng công an các phường trên địa bàn làm nhiệm vụ tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Đông phố mới. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng đã kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit loại 16 chỗ. Quá trình kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện tổng số 19 nam giới có biểu hiện sử dụng chất cấm. Qua xác minh ban đầu, tất cả những nam giới này đều khai nhận có sử dụng ma túy heroin. Sau đó, tổ công tác đã đưa 19 nam giới và phương tiện về trụ sở công an phường Cốc Lếu để tiến hành xét nghiệm ma túy và lập biên bản theo quy định. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Năm em nhỏ Điện Biên đi bộ hơn 20 km để bắt xe về quê. Khoảng hơn 18 giờ 30 chiều ngày 22 tháng 6, có năm em nhỏ đi bộ từ đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Nhật Tân Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, hướng vào trung tâm Hà Nội gây chú ý với người đi đường. Thấy các em nối hàng quốc bộ dưới nắng, người dân hỏi thăm thì được biết các em đều sinh năm 2007, 2008, quê ở tỉnh Điện Biên. Các em xuống Hà Nội làm việc nhưng không lấy được tiền nên quyết định đi bộ từ Đông Anh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê. Một trong số các em cho biết, các em nhỏ cho hay ở quê các em chỉ học hết lớp 9 không có việc nên xuống Hà Nội để tìm việc làm, hỗ trợ bố mẹ. Theo giới thiệu của một người quen, khoảng ngày 16 tháng 6, các em nhỏ này từ Điện Biên bắt xe xuống Hà Nội làm việc bốc phát cho một bà chủ tại huyện Đông Anh. Em Lầu A Dơ, sinh năm 2007 cho hay, bà chủ tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh cho biết, tùy theo tuổi tác, bà sẽ trả cho mỗi em từ 200 đến 250 ngàn đồng một ngày và bao ăn ở, Tuy nhiên sau khi làm việc khoảng hơn 3 ngày vì công việc bốc vác quá vất vả nên các em xin nghỉ nhưng bà chủ không trả tiền. Hết tiền ăn, không có công việc làm và không có người thân thích nên mấy em bàn nhau quốc bộ từ Xuân Nộn, Đông Anh sang bến xe Mỹ Đình để về quê. Khi biết được hoàn cảnh của các em nhỏ, nhiều người đi đường đã hỗ trợ tiền taxi để năm em nhỏ qua bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê. Chàng trai 20 tuổi bị bản thân lừa chuyển giới, ép buộc kết hôn. Một sự việc hi hữu xảy ra tại làng Sanchas, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã khiến dư luận phẫn nộ thời gian qua. Nạn nhân là Mujahid, 20 tuổi, anh vừa trải qua những điều tồi tệ nhất cuộc đời mình, bị lừa chuyển giới, mà thủ phạm không ai khác chính là ông Rakas, người bạn mà anh rất tin tưởng. Theo lời kể, ông Rakas đã lừa Mujahid đến bệnh viện Đại học Y e fanaga để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, anh bàng hoàng phát hiện mình đã bị cắt bỏ bộ phận sinh dục nam. Không chỉ thế, ông Rakas rất rừng rưng và nói rằng anh đã trở thành một người phụ nữ. Điều kinh khủng hơn, ông Rakas còn dùng những lời lẽ đe dọa để ép Muzahid kết hôn với hắn ta. Nếu chàng trai không đồng ý, hắn sẽ giết cha, cướp đất của nhà Muzahid Và để chuẩn bị cho kế hoạch, kẻ xấu xa đã tìm sẵn luật sư để làm thủ tục kết hôn. Trước những lời đe dọa, Muzahid đã phải tìm đến sự giúp đỡ và cầu cứu gia đình ngày 16 tháng 6 với sự động viên của cha, một giờ hết đã đến trình báo sự việc với cảnh sát. Nam thanh niên cho biết thêm, hai năm qua anh đã phải sống trong sự đe dọa và quấy rối từ Amrakas. Sau khi câu chuyện lan truyền rộng rãi đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, hiện tại cảnh sát đã bắt giữ Amrakas để phục vụ điều tra, đồng thời bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cũng đang bị thẩm vấn. Thi công nạo vét sông Bạc Liêu gây ảnh hưởng 34 căn nhà, nhiều căn sạt xuống sông. Ngày 22 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có báo cáo về tình hình nạo vét sông Bạc Liêu gây sạt lở tại đường Lê Thị Hồng Gấm, thuộc khóm 6, phường 5 thành phố Bạc Liêu. Theo đó, trong ngày hôm qua 21 tháng 6, phạm vi bị ảnh hưởng do đơn vị thi công nạo vét sông Bạc Liêu gây ra dài 400m, có 27 hộ dân bị ảnh hưởng trong đó có 3 hộ dân nhà bị sạt xuống sông Bạc Liêu. Những hộ còn lại vách tường bị nứt, xé, nền nhà bị nghiêng, sụp lúng về phía sông. Tuy nhiên qua khảo sát vào ngày 22 tháng 6 đã có thêm 7 hộ khác bị ảnh hưởng, nâng tổng số hộ bị ảnh hưởng lên 34 hộ. Phạm vi ảnh hưởng bởi vụ nạo vét nêu trên hiện đã kéo dài tới 800 m Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu cho biết đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường 5 thông báo vận động các hộ dân sinh sống trên tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm khẩn trương di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, phân công lực lượng theo dõi, giám sát tại khu vực này để kịp thời ứng phó, xử lý khi có tình huống sạt lở xảy ra. Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu dự báo trong những ngày tới nước triều dâng cao, mưa lớn Nguy cơ xảy ra sạt lở cao hơn và phức tạp hơn. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu sẽ khẩn trương mời chủ đầu tư dự án Nạo vét làm việc để xem xét phương án hỗ trợ đối với hộ dân bị ảnh hưởng và sớm khắc phục, ổn định cuộc sống cho người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.